gió là mình bắt được nhiêu ký rồi. Ví dụ này là anh nói ký thì đổ là nữa là ba mấy ký vậy. Cô là cô bắt kêu là bao lâu rồi? Hồi nhỏ tới lớn chứ. Là hồi chưa có chồng luôn á. Mấy tuổi cô nhớ? Ở hồi đó mới mười mấy tuổi nhiều. Bắt kiểu cô là một cái giỏ gì đấy không con? Hồi xưa bắt cái giỏ giống vậy hả? Cô có nhớ là cô từ lúc mình mới bắt nghề tới giờ cô thay bao nhiêu cái giỏ không? Nhỏ nhiều lắm, đâu có nhớ được. Bắt hơi nhiều cả. Hồi xưa là cô cũng làm hợp tác xã gì đây không cô? Không, hồi xưa không hợp tác xã. Xưa thì nghêu thưa đâu có nuôi nghêu đâu nhiều. Nhiều thì bắt cũng gùi rồi giữ rồi. Còn bây giờ hợp tác xã thì bắt nghêu đông, nghêu nuôi đó. Yeah. Mình bắt thì mình đông vậy thì nó nhiều. Yeah. Hai gùi, còn hồi xưa đâu có. Vậy là thu nhập bây giờ với ngày xưa thì sao cô? Bây giờ thì hả bắt mà bữa nào có đi bắt thì bữa đó có tiền, còn bữa nào bắt mà không có tiền, còn hồi xưa thì ngày nào cũng đi hết. Dụng cụ cô là những cái có cái những cái đồ nghề nào có tên gọi là gì con? Cái này kêu cái gùi. Cái rổ, cái niềm thùng cũng cái gùi. Điểm lại quân số, xem chừng nước rút. Một thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã mở lệnh xuất phát. Trong khi chúng tôi vẫn còn sớ rớ thì nhiều người đã ngâm mình trong nước biển bắt nghêu. Nhìn họ cứ đi lùi về phía sau, hết vùng này đến bãi khác. Chúng tôi đã hiểu được câu nói bắt nghêu là nghề đi thụt lùi. Chuyện mưu sinh của những người cào nghêu quả rất nhọc nhằn và cay đắng. Mười đầu ngón tay bới cát lâu ngày bị vỏ ốc mảnh sành cứa đến chai sần. Chị em bị thoái hóa khớp là chuyện thường, thành ra cuộc mưu sinh của họ đâu chỉ có vị mặn của mồ hôi, nước mắt, vị tanh nồng của bùn lầy, mà có cả máu. Cái gì đâu, tay chỉ hốt được 10 con được không? Có nhiều nhiều là 10 con, không có nhiều là mắc cào vậy nè. Ước đã đủ số lượng nghêu hợp tác xã yêu cầu, mọi người vác những bao nghêu nặng trĩu đến thuyền của thương lái. Họ nối tiếp nhau thành một hàng dài. Với những ánh mắt hy vọng, cuộc sống rồi sẽ bớt nhọc nhằn từ những gánh nghêu này. Chào anh Úc à, hợp tác xã mình thì tối nay thu hoạch bao nhiêu tấn nghêu anh? Hôm nay mình hợp đồng thương lái là giao 10 tấn em. 10 tấn. Hiện giờ thời điểm là bà con đang bắt được khoảng 30% của số lượng trên đây. 30% là khoảng cỡ 3 tấn mấy. Dạ, 3 tấn mấy. Cái đặc điểm của nghêu ở hợp tác xã mình thì nó ưu thế là gì anh? Do thích con nghêu bánh kia là đúng vào cái thời điểm này là con nghêu nó mập, nó trắng, nó không bị đen. Yeah. Nó có cái chất lượng nó không có bị chất tạp chất khác bị xâm nhập vào trong con nghêu. Yeah. Làm cách nào để mình thu hoạch được con nghêu mà nó không có bị cát anh? Mình trước khi thu hoạch con nghêu thì mình đảm bảo cho nước nó rút khô cỡ như vậy. Yeah. Nước khô vậy thì con nghêu khi mà cái độ mực nước mà rút 2/3 con thủy triều mà nó rồng á. Yeah. Thì con nghêu sẽ phun các cái chất vi sinh trong đó nó ăn, nó lấy những cái chất dinh dưỡng của nó, còn các cái khác nó lọc nó phun ra hết. Yeah. Còn nếu nó còn nước thì mình cay lên thì nó bị cát ảnh hưởng con nghêu. Thêm 2 giờ đồng hồ nữa, hơn 10 tấn nghêu đã nằm gọn trong lòng ghe của thương lái. Qua đêm nay, một ngày mới lại đến với những đời nghêu mưu sinh bên mép sóng, để lại những vết nhọc nhằn hằn sâu trên cát. Sóng khẽ bởi gió nhẹ, có lẽ chỉ có cái cào mà những đời nghêu đang cày kia là nặng. Đó cũng là lý do mà khi quy hoạch vùng nghêu, bà con được đưa vào hợp tác xã để bám trụ lại trên mảnh đất quê mình. Câu chuyện về những phận nghêu dẫu có đắng đót nhưng rồi kết thúc cũng có hậu. Nhiều đời nghêu đã tiến xa từ cái nghề đi thụt lùi.